chủ đề Tuổi trẻ Hải đoàn 38 viết tiếp truyền thống biên bộ đội biên phòng anh hùng, chỉ đạo nội dung Ban chỉ huy Hải đoàn biên phòng 38, âm nhạc và tổng đạo diễn nhạc sĩ Xuân Bình, biên đạo múa Hoàng Đình Phong, đạo diễn sân khấu Cảnh Trà và đồng chí thiếu tá Lê Văn Hiệu. Trong chương trình có sử dụng các ca khúc Có Đảng Soi Sáng Vững Bước Ta Đi sáng tác Tạ Duy Tuấn, Hành Khúc Tuổi Trẻ Biên Phòng sáng tác Huyền Ngọc, Con Nuôi Đồn Biên Phòng sáng tác Nguyễn Tuấn Anh, Hành Khúc Hải đoàn 38 sáng tác Vũ Trọng Quỳnh do tuyên truyền viên Thượng úy Nguyễn Bình Minh trợ lý tổ chức tuyên huấn và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cùng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 và đơn vị kết nghĩa thực hiện. Sau đây, chương trình bắt đầu. Chiến công mùa thu lịch sử năm 1945 nhận định thời cơ chín muồi.
Cách mạng tháng 8 thành công, đây là thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta từ khi Đảng lãnh đạo. Từ đây, chính quyền về tay nhân dân, quân đội ta đã trở thành lực lượng nòng cốt để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với đồng bào cả nước và toàn nhân loại trên thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 9 năm là một điện biên, nền vành hoa đỏ, nền thiên sử vàng. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta hết sức khó khăn, gian khổ. Song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và quân ta, chúng ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau Hiệp định Geneva, đất nước ta bị chia cắt thành hai miền ở vĩ tuyến 17. Trong giai đoạn này, chúng ta phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, đó là vừa tiếp tục tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa tiếp tục tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Trước muôn vàn khó khăn, quân và dân ta luôn kiên cường chiến đấu, kiên định mục tiêu thống nhất hai miền bằng mọi giá, nhanh chóng làm thất bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Sau hơn 20 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ và ác liệt, quân và dân ta đã làm nên thắng lợi bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh đã phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Từ đây, đánh dấu mốc son lịch sử, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã khẳng định được sức mạnh thời đại của quân đội nhân dân Việt Nam. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam đã viết tiếp truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời ngợi khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Công an nhân dân vũ trang, này là lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia,
giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, khu vực biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng Việt Nam luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác. Non xanh nước biếc chung chung, giữ gìn Tổ quốc, ta không ngại ngùng gian lao. Núi cao, sự nghiệp càng cao, biển sâu chí khí, ta so vào càng sâu, thi đua, ta quyết giật cờ đầu. Viết tiếp những trang sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin yêu giao cho. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng, phương tiện, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, khu vực biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới không để bị động, bất ngờ, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã triển khai tốt các chương trình, phong trào, mô hình tiêu biểu với cách làm hay, sáng tạo, tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, nổi bật như các chương trình Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, đồng hành cùng phụ nữ biên cương.
Kính thưa đội trưởng, thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng bộ đội biên phòng, Đảng, Nhà nước đã hai lần tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một huân chương sao vàng, ba huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Với Tổ quốc, chúng tôi là cột mốc. Với chúng tôi, Tổ quốc là điểm tựa ngàn đời. Tự hào là đơn vị cơ động chiến đấu trên biển trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải đoàn Biên phòng 38, được thành lập ngày 10 tháng 5 năm 1994, có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, khu vực biên giới vùng biển được phân công. Sẵn sàng lực lượng tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Phạm vi vùng biển, đơn vị quản lý từ Quảng Ninh đến hết Hà Tĩnh với chính diện 445 km, có chiều dài đường bờ biển khoảng 788,7 km, thuộc 222 xã, phường, thị trấn biên giới biển. Chiều sâu từ phía tây đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở vào bờ có diện tích khoảng 53.862 km2. Với đặc thù hoạt động trên biển, cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải đối mặt với sóng to, gió lớn, dông lốc bão giật, hay phải trải qua những đêm giá lạnh của mùa đông, những ngày nắng cháy da thịt của mùa hè, rồi sương mù dày đặc, đá ngập bãi cạn mùa mây. Có những đêm tuần tra gặp đối tượng hung hãn chống đối, có thể hiểm nguy đến tính mạng, hay có những lúc đấu trí về pháp luật với đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, gặp muôn vàn thách thức cam go. Nhưng với lòng quyết tâm và tinh thần quả cảm, bằng bản lĩnh và trí tuệ của người lính Hải quân biên phòng, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 đã vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ, thậm chí hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc, vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển đảo của Tổ quốc. Với hơn 2.000 trong với hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc, 2.000 ảnh Bác Hồ, 500 tủ thuốc, 300 thùng khẩu trang y tế và hơn 2.000 áo phao dành tặng cho người dân. Hỗ trợ số tiền là 1.320.000.000 đồng trên 220 lần cháu trong thực hiện chương trình Nâng Bước Em Tới Trường. Trao tặng 500 xuất quà trị giá 250.000.000 đồng cho các hộ nghèo và gia đình chính sách. Bằng những việc làm và thiết thực cụ thể trên, tuổi trẻ Hải đoàn Biên phòng 38 đã góp phần phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với chính quyền, địa phương và nhân dân trên biển. Trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trọng tâm là chỉ thị 173 và kế hoạch 3088 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, chỉ trong một thời gian ngắn, Hải đoàn Biên phòng 38 đã xây dựng đơn vị từng bước đi vào nề nếp chính quy, cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, cơ bản là đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn của đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu theo chỉ thị 79 của Bộ Quốc phòng. Năm 2023, thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải đoàn Biên phòng 38 đã tổ chức thành công chương trình tham quan Hải đoàn điểm về xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, được Bộ Tư lệnh và các đơn vị đánh giá cao, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng. Phát huy và thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên bộ đội biên phòng, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới, gắn với phong trào tuổi trẻ Hải đoàn Biên phòng 38 tiếp bước cha anh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đảng ủy Ban chỉ huy Hải đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ phối hợp
hợp với các tổ chức đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa, thực hiện các chương trình như tháng 3 biên giới, thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ sáng tạo và chương trình hãy làm sạch biển. Tất cả đều đã đạt được kết quả thiết thực. Với những thành tích đã đạt được, Hải đoàn Biên phòng 38 được các cấp các ngành khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau. Hai lần được Đảng, Nhà nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì, một huân chương chiến công hạng nhì, 10 bằng khen của Bộ Quốc phòng, 15 bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 8 bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, 5 bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kính thưa Thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, viết tiếp truyền thống 30 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng với sự hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, sự đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền nhân dân địa phương và các đơn vị bạn, đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban chỉ huy Hải đoàn 38, trong thời gian tới, tuổi trẻ Hải đoàn Biên phòng 38 không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết thắng, gắn liền với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin yêu giao cho, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới vùng biển được phân công, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là một trong những đơn vị tiêu biểu của bộ đội biên phòng. Chúc mạnh khỏe, dồi dào.